Công ty trách nhiệm hàng hóa nông Châu Vàng với thương hiệu đó là phân bón hiệu con Châu Vàng. Thì hôm nay tôi lại tiếp tục cập nhật cho bà con một cái bộ sản phẩm chuyên sử dụng về giai đoạn trái. Thứ nhất đó là một cái sản phẩm nhãn đỏ và một sản phẩm nhãn xanh đó bà con. Thì cái bộ sản phẩm này chúng tôi thứ nhất có công dụng như thế nào? Thứ nhất đó là trong quá trình bẻ trái đó bà con cứ phun cái cặp này với liều lượng đó là 15 bình. Một cặp 15 bình nha bà con. Công dụng nó thứ nhất là một sản phẩm nó chuyên về giúp cho cái bộ cái đòn mình nó giọt đọt bộ lá xanh và dày, giữ được cái vàng dưa mình xanh tốt bình thường và nó kéo dài luôn cái thời gian thu hoạch. Một cái sản phẩm thứ hai đó là tăng kích thích ra hoa đậu trái, tăng thứ hai và làm cho trái mình nó dài, nó thẳng trái và đẹp trái và trái nó lớn đồng đều kích cỡ và đậu trái đồng loạt. Và đặc điểm của cái sản phẩm kê đó là chống được dẹp trái rụng trái non đó bà con. Nhưng mà bà con mình cái bộ sản phẩm này đặc điểm nó đem lại là cái vàng dưa mình kéo dài được thời gian thu hoạch, nhưng mà cái trái mình rất là đẹp. Khi bà con bẻ bà con thu hoạch đem ra ngoài thì tôi đảm bảo với bà con là lái sẽ mua cao hơn những cái sản phẩm của người khác bẻ đó, khi nếu không dùng sản phẩm này. Đó là một cái điều mà bà con đang sử dụng tại An Giang và tin tưởng sản phẩm của chúng tôi và họ đang rất ưa chuộng cái bộ sản phẩm này. Thì hôm nay tôi chỉ giới thiệu cho bà con được một cái clip này về một cái cách sử dụng của bộ sản phẩm chuyên về trái. Thì sau khi bà con xem clip thì cũng rất mong bà con những ai chưa đăng ký kênh hãy đăng ký kênh giúp tôi. Thứ ba kế tiếp đó là ai đã sử dụng những sản phẩm và có thể bà con đăng ký để sử dụng những sản phẩm này, tại vì sản phẩm này chúng tôi cũng mới vừa cập nhật lên và cũng đã sử dụng hiệu quả tại An Giang và hiện tại thì cũng đã sử dụng rộng rãi. Những cô bác, những anh chị gần xa chưa sử dụng sản phẩm thì cũng rất mong tới một cái vụ tới thì cô bác anh chị cứ liên hệ, chúng tôi sẽ liên hệ giai đoạn trái thì chúng tôi sẽ hướng dẫn cho cô bác anh chị xài. Còn những cô bác anh chị nào chưa có sử dụng sản phẩm thì muốn biết thêm công dụng như thế nào cứ để đây là nhắn bên dưới clip này, chúng tôi sẽ liên hệ trực tiếp và sẽ tư vấn cho cô bác anh chị mình rõ hơn. Và cũng đến đây tôi cũng gửi lời cảm ơn đến các bạn, quý bà con nông dân, cô bác anh chị gần xa cũng như những người đã theo dõi cái kênh cũng như ủng hộ những cái sản phẩm mua và sử dụng những sản phẩm của công ty trách nhiệm hàng hóa nông Châu Vàng với thương hiệu đó là phân bón hiệu quân Châu Vàng. Cũng kính chúc quý bà con, quý cô bác, quý anh chị có nhiều sức khỏe nè, được mùa, được giá và thành công hơn. Đến đây thì chúng tôi cũng xin kính chào quý cô bác, quý anh chị đã xem cái clip. Cũng cuối cùng thì cũng rất mong cô bác anh chị sử dụng sản phẩm hiệu quả hay giới thiệu thêm cho những cô bác anh chị gần xa tới làm để họ có những cái biết thêm những về sản phẩm và được mùa được giá hơn. Thứ hai bà con cô bác anh chị hãy chia sẻ cái kênh rộng.